Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà mình buổi sáng vui vẻ. Ngày hôm nay sẽ cùng xuống bếp để cùng dọn dẹp. Bên này là buổi sáng kịp bắt khắc nấu nước của bạn mình. Đây bạn mình mặc một cái áo thật là quyến rũ. Ở xa xa ngoài kia là cả một con chó đẻ. Chó đẻ 8 con, luộc 4 con, con 4 con. Mình đảm đắng rửa hai mâm chén bữa tối đến bữa sáng. Cái mùi bột mâm chén này chắc từ trưa quá nên nó nói tối quá nữa. Đây là món của gia đình. Chị vừa từ chạy xe về là trong chỗ vừa về từ chạy xe về. Các bạn mình rửa chén này. Gọi là háo được hơi tồi luôn. Được sạch. Ngồi xuống. Mình đợi cho bạn mình rửa chén. Bạn mình giỏi lắm nhưng mà được cái hơi khỏi chiều thôi. Đi đang khỏi chứa không biết nữa. Nhờ khiến vui á, mệt rồi đó. Rồi tụi họ đe đến cho thả lắm, kiểu được giải phóng nó đắng mà nát gì đó. Mình hoảng á. Hiến chỗ sân chỗ ướt bắn quẹt đó. Sân chỗ ướt bắn quẹt đó. Được không? Đây là góc chăm chỉ của bạn. Tại sản này đã đắng. Đau không? Con đau không? Quay tay coi. Mày đau đấy hả? Nhỏi một tí đi. Con mắt hơi khỏi chừ để cho bệnh đặng. Sao bạn lại mất đi cái sự nhẹ nhàng và tình cảm ổn hồi một cách nhẹ nhàng là bạn lại cũng dân mất đi. Cuộc sống cửa mạo gạo tiên đây thử và lo. Một quả toán nhiều phạm đây. Nhưng mà tôi em chuồng trại trong nhà, cho nên là đôi lúc nó có người ngồi uống. Heo mới hết rồi. Hả? Bán hết rồi. Bán cái mố rồi. Hả? Rồi bà chân chó. Con heo nào đó mình cứ rải cái chân hẳn á.
Đây một con heo to này. Tại bạn nghe niêm vê á. Nghe niêm vê luôn. Chị cho heo ăn nữa. Bạn mình lên nha. Xong rồi. Theo chân bạn mình lên nha nào. Mở về trong chỗ này. Về. Hả? Về. Về được. Thế nên trong đi xe to đúng không?